còn thêm nữa một cái mùa bông. Ở tập trước mình đã xây được một ngôi nhà câu cá cũng như là một cái chỗ AFK. Ok, giờ mình sẽ cho các bạn xem. Mình đã cao rất lâu rồi mà mình đã lên được 51 level rồi. Đấy, mình đã câu rất là lâu. Thì rất là nhiều sắc luôn các bạn, cung nữa nè. Ok, mình sẽ lọc đồ ra xem. Giờ hôm nay mình sẽ dự định là xây một cái vườn thú ở đây. Mình cũng mới xây cây đây. Sẽ xây vườn thú ở đây tại vì bên nhà mới này mình chưa có nuôi thú nữa mà. Ok, mình sẽ dự định xây đó. Ok, giờ bắt đầu. Cái vườn này cũng, cái chuồng này cũng không quá bự đâu coi. Đây trước đi. Dự định ở bên trong là mỗi con sẽ có kích thước là 3x3 đi. Đây cái giấc này. Chấm nhỉ rồi. Cái cổng 3x3 nè. Rồi, cái lên trước đây. Rồi, nên mình lấy cái dàn giáo đó các bạn. Cái này sao lại cao không nè. Rồi, chín đâu thôi. Ok, sau khi kéo xong thì các bạn được như vậy. Có thấp quá không ta? Lên đâu nữa. Ok, tạm thời giờ nó ngang luôn các bạn. Ok, mình đã nấu xong rồi, giờ đi ngủ rồi nè. Mình coi mình còn đá không. Cái kia là hết rồi các bạn. Hết luôn rồi. Hơi khó đây. Mình nghĩ xem nè. Ok, giờ mình sẽ đi lên làm thằng máy. Này ra dán rõ lắp ở dưới trước nè. Rồi bỏ vào đây. Để trong mình sẽ làm thêm cột này. Vừa đi. Kéo lên thôi. Đây kéo ngang. Xe này khá tốn gỗ luôn nè. Ăn gì cái này.
Giờ mình sẽ gắn cái hàng rào nha, coi bên đây có hàng rào không. Đây sẽ có cổng nha, thì mình sẽ lấy gỗ thêm làm hàng rào. Hàng rào đây mình mấy cái luôn để đặt chứ thôi. Rồi đặt vô trước rồi các bạn, sau này mình sẽ tìm cách đi vào cho nó ăn sao. Không biết rồi. Không biết rồi. Okay. Bên trong như vậy là được rồi. Mình sẽ làm phần máy đi. Tạm thời giờ mình sẽ làm dùng gỗ ha các bạn. Tập sau nếu mình có đi mai mình có đá mình sẽ sửa lại sao. Đó là nhỏ này. Đó hết đi. Ở bên kia đi. Làm. Xem nó hơi cong cong chứ em. Thì giờ sẽ cong. Thấy như vậy cũng tao mỏng rồi. Máy mình sẽ dựa lên xe này. Nhưng mà sau này mình sẽ dựa bằng đá nữa các bạn. Ok. Rồi kéo ngay đi. Hiện tại mình chưa có đá nên mình sẽ dùng cái này đó. Khi nào có đá mình sẽ sửa lại xe. Vậy thì làm tương tự thôi. Mình sẽ làm thêm mấy cái slab. Như bên gương này còn rồi các bạn. Làm giấy cho tiết kiệm nha. Nghĩa mình sẽ trồng cái gỗ sợi đấy các bạn. Mình đang rất là thiếu gỗ sợi luôn. Ok, mình sẽ trồng gỗ sợi đây. Đến đây đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tập luôn. Mình đặt gì đứng cho cây nó bự quá rồi. Cây bự quá thì rất khó chặt luôn. Bự bự đi, sao cái gì. Bạn có thể dùng cách của mình thì cũng dễ hơn. Trồng cây dễ chặt hơn. Lên đây sẽ đặt bằng tiền nào mở hết ra luôn đẹp quá. Đây sẽ nhìn thế này đi nhìn
tối đi cho nhanh lên. Ok các bạn ơi, sau một hồi thì mình quyết định dùng gỗ sồi để lót lại các bạn. Mình gỗ nhân sam lót ở đây thì hơi nhìn hơi kỳ quá. Ok mình đã dùng gỗ sồi để lót lại hết rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí lại sơ sơ ở bên ngoài. Ở đây mình sẽ lót lại luôn. Đặt lên đây. Đây hình như slab. Sẽ chặt thêm nữa rồi. Mình sẽ trang trí sơ lại. Cái gì có vẻ được không? Đây. Thử đi thôi. Còn mình sẽ lock lại đây. Lock lên hết cái này đi. Sẽ trang trí gì luôn các bạn. Nhìn cái thò ấy. Tương tự lên đây thôi. Chưa thiết thành giờ nữa. Đó. Để hoàn thành nữa rồi. Ngủ thôi. Ok mình sẽ dắt hai con lừa mình vô trước nha các bạn. Để nó ngoài trời lâu quá. Ok, mình có lừa mới rồi. Chờ nó đâu đây. Ở đây đi. Ừ, nó vô được. Mình cho nó ở chung chứ mấy con thú kia luôn nữa này. Sau này nếu có thể mình sẽ xem riêng cho nó nơi ở khác. Tạm thời này như vậy đi. Con này thì phải làm thêm cái cổng rồi. Cổng đây. 28 nữa. Đây luôn. Vô. Đó đi. Giờ mình sẽ lấy ít đồ để trang trí ở trong này cho giống chút thôi. Lấy kiện cơm một cái thế này. Có ít cái kiện cơm này. Rồi, sẽ cho nó này. Đặt vậy đi.
mình sẽ đặt. Ừ, mà chắc nó không chèo được đâu. Mình có 3 lóc rồi. Mình thử coi nó chèo có được không nha. Ui, vẫn chèo qua được à. Đặt gì 26 rồi. Con này cho một cái thôi. Ở đây ăn nha. Bây giờ thôi. Ừ. Tạm thời là gì đi. Còn mấy cái này mình sẽ đặt ở ngoài. Đặt cho giống cái trang trại chút các bạn. Đây cũng vậy thôi. Mình lúa mình sau này mình sẽ làm cái gì đi. Mình không lo. Hết lúa luôn. Đấy, mình có ổn đó các bạn. Sau này mình nghĩ là sẽ nuôi bò ở đây, nuôi cừu ở đây, nuôi heo ở đây và nuôi gà ở đây. Okay. Hẹn cái táo luôn. Ủa, hình như ở đây còn cái lá nữa không? Ở đây nè. Còn miếng gỗ hay gì nó không có rụng đi hết luôn. Đó, hết rồi đó. Okay, giờ cắt đồ làm công việc khác thôi. Ok các bạn, mình đã dọn dẹp rồi xong. Giờ thì ngủ là đợi. Ồ, giờ còn sáng rồi, giờ đi luôn đi. Giờ mình sẽ đi xuống địa ngục khám phá cái hoàn thành các bạn. Giờ cắt ít đồ đi. Cắt thêm đi. Cắt cái cần câu ở nhà đi. Để mất cái cần câu không có cái mà farm. Dân hộ gió này. Đi thôi. Chưa có được búa đường ngục các bạn. Giờ mình sẽ đi xuống dưới và tìm cái búa đường ngục luôn. Sẵn nó farm cái que nguyên lửa. Và sắp tới mình dự định sẽ nuôi vài con dân làng các bạn. Kiếm cái tạo thành cái khu mà có cái lòng tham thôi, lòng của con quỷ lửa các bạn. Cắm đốt xuống này, cắm đốt thì họ còn nhớ đường về. Tạo thành này khác rồi, mình chưa đi khám phá rồi nữa rồi. Okay. Thì em sẽ có đường không? Chưa hết thấy đường cùng rồi. Thở đi lên trên. Ừ, có đường. Ừ. Thẳng ở đây luôn. Nè, có làm spam này. Spam luôn. Được 2 cái. Ở đây mình farm thôi nè. Các bạn cứ cắm đúng chỗ máy nè. Tại vì con quy lửa này nó không có hạn chế ánh sáng đâu mà. Bạn cắm hay không thì nó cũng spawn ra bình thường. Ui. Hết rồi. Ok, mình sẽ farm một lần nữa. Được 3 cái rồi. Nhưng mà cần mình sẽ tránh farm sau. Giờ đi kiếm cái búa đường ngục đi. Không, chắc bây giờ mình cũng đi về luôn. Chứ đi làm vòng mà chả tìm được gì hết.
không từng thấy bố đường được luôn. Buồn nhỉ. Ok, mình đã trở lại rồi đây. Mình về đi về. Tại đi vòng vòng cái mà chả thấy được cái gương hết các bạn. Rồi mình sẽ kiểm tra trong mấy ngày coi có những gì ngon không nha. Đây một được một cuốn sách sửa chữa này. Được hai cuốn nữa các bạn. Ra các bạn ngon sửa ba cuốn nè. Wow, có vẻ khá ngon các bạn. Tại hôm mình áp ca hình như là hơn 2 tiếng rồi. Mà mình áp ca 2 lần, một lần hơn 2 tiếng. Cung sức mạnh là một cái sửa chữa nữa nè. Cái là như được 4 cuốn. Cái khá là ngon đấy. Và cảm ơn các bạn đã xem tập này nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.